Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay em lên một số mẫu máy iPhone. Anh em quan tâm em nào inbox em nha. Bên em bao test 7 ngày, bảo hành 3 tháng cho anh em. Cái đầu tiên, iPhone X 64GB quốc tế Mỹ, màu silver, ngoại hình đẹp, pin thay new 100%. Em bán 4,5 triệu anh em. 4,5 triệu nha. Tiếp theo, iPhone XR 128GB quốc tế Hàn, kính đẹp, vỏ 6. Con này anh thanh lý 5,6 triệu, 128GB 5,6 triệu. Tiếp theo, iPhone XS Max 64GB quốc tế Mỹ, màu trắng đẹp đó, ngoài hình em quay cho anh em. Màu trắng này anh em đánh bóng là đẹp keng luôn nha, 6,6 triệu. Pin 8X em còn 2 cây. Tiếp theo là iPhone XS Max 256GB, em còn được mấy cây màu đen thôi anh em. Xin nguyên bản, ngoại hình đẹp, 98-99%. Đó, em quay kỹ cho anh em xem, sườn xước nhẹ thôi, không có cứng mớp nha. Màn đẹp. Pin thì 8X. Đây, con này pin 83. Đó, anh em xài sau này muốn thay pin mới thì cộng em 300 ngàn thôi, em thay riêng. Giá 7,7 triệu nha anh em. Tiếp theo là iPhone 11. 64GB quốc tế Mỹ, ngoại hình đẹp đó, pin 8X, con này em bán 7 triệu. Đây, cây màu xanh này thì em bán là 6 triệu nha anh em. Bản nhất A 2 SIM, ngoại hình đẹp, con này đã thay màn zin một lần rồi, thay màn zin bốc máy từ máy khác sang, báo linh kiện không xác định nha. Thanh lý 7 triệu. Tiếp theo là 11 128GB, cũng quốc tế Mỹ luôn, ngoại hình đẹp. Con này cao hơn bản 64 1 triệu nha anh em. 7990. Đó, 7990, pin 100. Em có 3 màu, đen, xanh, đỏ. Rồi, tiếp theo là iPhone 11 64, 11 Pro 64GB. Màu xanh mai, quốc tế Mỹ. Máy đẹp, con này em thanh lý 7,5 triệu anh em ơi. 7,5 triệu nha. Máy đẹp 99. Nguyên zin, pin cao, con này hình như là pin 97% á anh em. Đây. Đó, pin 97%. Ngoại hình đẹp, nó màn nó có xước góc chút xíu ở dưới anh em thấy không? Đó. Đó, xước ngay chỗ đó thôi. 7,5 triệu anh em. Tiếp theo là iPhone 11 Pro màu trắng quốc tế Mỹ. Máy đẹp, sườn xước nhẹ theo thời gian. Con này em bán là 7990. Đó, màn nó có rạn nhẹ mép. Đó, em quay kỹ. Màn lưng nó rạn nhẹ mép nha anh em. 8 triệu. Tiếp theo là iPhone 11 Pro Max quốc tế Mỹ, màu gold, máy cũ đẹp, 9899. Đấy. Con này em bán là 10,2 triệu nha anh em ơi. 10,2 triệu. Máy đẹp. Đó, con này em còn được đủ màu. Ba màu. Màu xanh. Đó, màu gold, màu xanh. Con này cũng 10,2 triệu nha anh em. Pin 8X cao. Đó, màu hình rất là đẹp. Đó, này là màu đen. Đó, con này pin 87%. Pin zin 87. Sườn nó hơi nhâm nhâm xíu. Đó, trên 98% nha anh em. Rồi, tiếp theo là iPhone 11 Pro Max luôn. Bản này 256GB, em bán 10,6 triệu thôi anh em. 10,6 triệu nha. Đó, ngoại hình khá đẹp, 9899. Em tiễn lừa kỹ, không có cấn mớp gì hết. 10,6 triệu, nó mắc hơn bản 64GB có 400 ngàn thôi anh em. Pin con này là 85%. Nào, quốc tế Mỹ 256GB, 10,6 triệu nha anh em. 10,6 triệu. Tiếp theo là iPhone 13 màu đỏ, bản 256GB quốc tế Mỹ. Đó, sườn con này thì nó hơi nhăm nhăm xíu.
hơi nhầm nhầm do xè ốp á nên không cứng mấp. Con này em bán là 15.3 triệu, biên 99. Tiếp theo là siêu phẩm 14 256 GB, màu tím mắm tôm nha anh em. Đó, ngoài hình đẹp keng. Con này pin 100 sạc mới có 2 lần thôi. Đó, em thanh lý con này là 16.8. 16.8 triệu nha anh em. Nó bên em bao test 7 ngày 1 đổi 1. Sau đó bảo hành 3 tháng cho anh em yên tâm sử dụng nha. Đó, bản Việt Nam thì xài được 2 sim. Một sim vật lý với lại một eSIM. Pin 100 sạc mới có 2 lần anh em ơi. Rồi. Tiếp theo là 12 rô mắt 128 GB quốc tế Mỹ, màu gold. Đó. Con này là gốc của nó là màu xanh nha anh em. Khách thích màu gold cho nên nó đổ qua màu gold. Con này thay vỏ màu gold nha. Giá 15 triệu anh em. Gốc màu xanh thay vỏ màu gold nha. 15 triệu. Tiếp theo là 12 rô mắt 128 GB quốc tế Mỹ luôn. Pin 85%, rất là trâu nha anh em, pin zin. Con này ngoại hình thì sườn nó hơi nhâm ốp, không cứng mấp. 98% sườn nhâm. Đó, con này em bán là 14.8 nha anh em, 14.8. Đây, cây này em thanh lý nè. 12 rô mắt 128 GB màu gold quốc tế Mỹ. Nguyên zin, con này em đã thay cam sao rồi. Cam sao thai chụp bình thường, đẹp nét, máy đẹp 99, 13.8 triệu anh em ơi, thanh lý 13.8 nha. Rồi em có mấy mẫu như thế này thôi, anh em nào quan tâm thì inbox em nha, bảo hành cho anh em 3 tháng. Rồi cảm ơn em.